trước khi bước vào một ngày là để nhóm quiz quiz tay chung tay mình cùng tiến lên ngay chúng ta hơi ấm con tim này tay bên nhau để lùi bóng đêm mau tiến lên quiz luôn tươi vui nụ cười nở trên môi bao say mê và khát khao này sẽ thắp sáng tuyệt vời thế gian ta vui thay ta tin trước khi bước vào một ngày là để nhóm quiz bao la thiên đường này ta bước bay cùng áo mây sao diệu kỳ thay khi ta tin rằng nơi thế gian còn phép tiền thì bạn ơi Wings ở đây rồi ta cùng tương lưu ở khắp nơi bay cao tới tận thiên đường Wings ta chung tay mình cùng tiến lên nghe chúng ta hơi ấm con tim này ta bên nhau đẩy lùi bóng đêm mau tiến lên Wings luôn tươi vui nụ cười nở trên môi bao say mê bao khát khao này sẽ thắp sáng tuyệt vời thế gian ta muốn Misa thật sự rất buồn khi nhìn thấy Riven đi cùng với Darcy. Và thêm vào đó, cô phải một mình đối đầu với những phù thủy xấu xa. Nhưng rất may là nhóm anh hùng và nhóm Wings đã kịp thời cứu cô ấy. Một sức mạnh bí ẩn tỏa ra từ người của Luke đã gây ngạc nhiên về quá khứ của cô ấy. Tập 10. Bài kiểm tra của Bloom. Bị sao vậy? Mình kêu quá trời bạn cũng không thèm quay lại nhìn mình một cái nữa. Cái gì mà xin lỗi Stella, tại bạn đang suy nghĩ cho nên mình không để ý. Vậy bạn đã nói gì vậy? Rõ ràng bạn đã không quan tâm tới những gì giáo sư Palladium đã nói. Cuối cùng thì thầy cũng sẽ đưa tụi mình vào phòng mô phỏng nổi tiếng. Và điều đó đối với mình thật sự là một nơi tuyệt vời nhất. Thích thật á. Tuyệt vời gì? Mình nghe đồn biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra ở đó rồi. Có những chuyện rất kinh dị. Flora, đừng để nó làm cho bạn sợ chứ. Dù sao cũng chỉ là những lời đồn ngu ngốc mà thôi. Thật sự thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra với bạn hết mà, đúng chứ? Bạn nói cũng phải. Thôi nào Flora, bạn sẽ thấy vui lắm cho coi. Mình nghĩ chắc chắn mình sẽ có một trải nghiệm rất tuyệt vời. Tên của mình sẽ được viết vào sử sách Asia. Và như vậy tất cả mọi người sẽ biết tới mình. Lố nữa rồi chứ gì. Con nhỏ đó có một sức mạnh rất lớn. Và chắc chắn sức mạnh đó không phải ở mức tầm thường đâu. Cô ta quá giỏi đối với một học sinh năm nhất. Vậy thì hãy kiểm tra xem. Thấy chưa, sức mạnh của Bloom hiện giờ đang ở mức độ cao nhất. Các em có hiểu ý chị là gì không? Đương nhiên rồi, năng lượng phép thuật của con bé Bloom đó có thể sánh ngang bằng những ngọn lửa rồng thiên. Chúng ta cần phải kiểm tra một lần nữa để cho chắc hơn. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu thưa chủ nhân. Lần này có điều gì mà ngươi không hiểu hả Ned? Tôi không hiểu tại sao mấy cô đi tìm lửa làm chi? Ở trong bếp thì cũng có lửa, rồi ở trong lò sưởi, rồi ở trong ngọn nến, lửa đâu có khó tìm đâu.
Tên ngu ngốc này thật là đáng xấu hổ. Nè, sao không chịu trả lời tôi? Tôi đã làm cái gì sai? Hãy mau đeo kính cận vào và quay lại đây đồ yêu tinh kia. Ngọn lửa đó chứa đựng những sức mạnh to lớn ở trong quá khứ. Các bạn à, và đây chính là phòng mô phỏng. Nó được dùng để làm gì ạ? À, đây chính là sản phẩm của phép thuật mạnh mẽ nhất và của kỹ thuật phức tạp nhất. Nhờ vào những ánh sáng từ những tấm hộ phách ma thuật với sự giúp đỡ từ một máy tính, nó có thể tái tạo ra được tất cả các môi trường ảo và hơn hết là những trải nghiệm thực tế giống hệt như thật vậy. À, thầy ơi, nó có thể mô phỏng cuộc hẹn hò với các chàng trai được không? Nếu vậy mà được, các bạn sống ở đây luôn á ha. Được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ mô phỏng vào kỳ thi cuối cùng vậy. Trong bài học của chúng ta ở giữa kỳ vừa qua, tôi cũng đã thiết lập một mô phỏng, và đó là điều chắc chắn sẽ có ở trong bài kiểm tra. Nào, bây giờ chúng ta hãy vào đây để xem qua phòng điều khiển. Ngay tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở trong phòng mô phỏng. Jack Na, thiên đường của bạn là đây rồi, phải không? Ừ, phải. Ước gì nhà mình cũng được như vậy á. Các bạn có thể chọn giữa hai bài kiểm tra. Nhìn đây. Sự lựa chọn thứ nhất sẽ là sử dụng phép thuật để chống lại sức mạnh của những phù thủy độc ác với những thần chú phép thuật. Nhìn giống như thật vậy. Ờ, nhìn xấu xí y chang ở ngoài đời. Và đây là lựa chọn thứ hai, sử dụng phép thuật để tạo ra những tác động tích cực trên môi trường bị thiệt hại. Đây là thế mạnh của mình. Chỉ có mình mới có thể qua nổi mấy bài kiểm tra này thôi. Khiêm tốn là điểm tốt nhất của bạn đó. Không, đó là thứ nhì. Còn điểm thứ nhất chính là rất đẹp của mình. Vậy thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai để làm bài kiểm tra. Các bạn vui lòng chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng mọi thứ. Tin tôi đi, những gì trong căn phòng mô phỏng này sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên. Cuối cùng anh đã luyện được không? Chà, chắc là nguy hiểm lắm ha. Ừ, nó đã ném anh ra khỏi xe vài lần, nhưng cuối cùng cũng thành công thôi. Ờ, vậy còn em hôm nay thế nào rồi? Ờ, em hả? Để xem. Em chỉ có một bài kiểm tra rất khó cho ngày mai thôi. Lady, ngươi muốn chơi không? Ờ, mà bài kiểm tra gì vậy? Bắt lấy nè. Bài kiểm tra giữa kỳ ở trong phòng mô phỏng. Thật sao? Thỉnh thoảng tụi anh cũng phải làm bài kiểm tra giống vậy đó. Giáo sư Palladium đưa ra cho bọn em hai lựa chọn, và em chọn cách sử dụng phép thuật để tạo ra những tác động tích cực lên môi trường bị thiệt hại. Vậy em đã sẵn sàng chưa? Vẫn chưa sẵn sàng lắm. Anh hiểu ý của em, vì anh cũng luôn như vậy trước mỗi kỳ kiểm tra. Nhưng cuối cùng anh cũng làm rất tốt, không sao đâu. Hy vọng mình cũng làm được giống như anh vậy. Em sẽ làm tốt mà, anh chắc chắn như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Darcy, cô có nghe tôi nói không? Raven, tôi có vài tin tức cho cô đây. Về Blum. Đây chính là phòng mô phỏng sao?
Ôi, ở trong này có nhiều máy móc ghê, nhưng chẳng là gì với phép thuật của ta cả. Lỗi, lỗi, hệ thống đã bị lỗi. Chúc may mắn trong bài kiểm tra ngày mai, Bloom. Cố gắng làm bài được nghe chưa? Sẽ bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mình rất thích coi bài kiểm tra này. Mình cảm thấy căng thẳng quá. Hy vọng mình không phải thi trước. Mình nghĩ thi trước thì sẽ tốt hơn. Như vậy bạn có thể kết thúc sớm và không phải bận tâm nữa, đúng không? Bloom, bạn có nghe mình nói hay không? Phải, như vậy sẽ tốt hơn. Tất cả im lặng. Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Các bạn hãy vào phòng ngồi đợi đi. Bây giờ ai là người thi trước đây? Ôi không, chết rồi. Stella, bạn luôn muốn là người vượt qua trước mà. Ủa, mình có nói hả ta? Vậy là đúng như tôi đã đoán. Tôi cần một người tình nguyện. Bloom, em sẽ chọn bài kiểm tra nào đây? Dạ, bài thứ hai thưa thầy. Em định sẽ phục hồi những môi trường bị thiệt hại. Đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Em vào đi. Em có thể lựa chọn môi trường em thích cái nào? Em nghĩ là môi trường quang vắng thưa thầy. Càng quang vắng càng tốt. Được rồi, nơi đó được gọi là Domino. Đây là nơi buồn bã và đau khổ nhất trong vùng đất phép thuật này. Em đã nghe thấy Domino bao giờ chứ? Em chưa bao giờ nghe thấy, nhưng mà em tin là nó rất hoàn hảo. Tốt lắm, nó đây rồi. Em vào trong phòng mô phỏng càng sớm thì Domino sẽ hiện ra càng sớm. Em sẵn sàng chưa? Dạ. Ở trong túi có vài thứ để tránh bị ngộ độc. Em có thể mang theo không? Được, mang theo bất cứ thứ gì mà em muốn. Mời em vào. Thời lượng bài kiểm tra là trong vòng 30 phút. Tôi sẽ ở trong phòng điều khiển để kiểm soát mọi thứ. Nào, em hãy cố gắng lên. Em sẽ cố. Chúc may mắn nha. Lơ bà, cẩn thận nha. Bạn nhớ bảo trọng đó nha. Giải quyết cho gọn nha Bloom. Bạn nói nhỏ xíu vậy làm sao Bloom nghe được. Mình nhỏ nhẹ quen rồi, đâu có như ai kia. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Lạnh quá vậy. Domino. Bây giờ phải làm gì để nơi này trong lành trở lại đây? Kiko. Mày làm gì ở đây vậy? Nhớ là phải ngoan đó. Tao có việc quan trọng phải làm rồi. Bây giờ bắt đầu với vài hạt giống, sau đó sử dụng phép thuật. Mọc lên đi anh bạn nhỏ. Tốt lắm. Xin chào cô bạn bé nhỏ. Lại là các người. Các người định làm gì ở đây hả? Đừng nên lãng phí thời gian để hỏi những câu ngu ngốc. Tự bảo vệ mình đi. Dù là đang ở trong bài kiểm tra, nhưng mà không còn lựa chọn. Mình phải hạ bọn chúng.
người chỉ là ảo ảnh ba chiều. Nhưng nếu đã là giám Triss thì tôi sẽ không nương tay đâu. Kiko! Kiko! Thôi nào Darcy, đứng dậy. Cô bé này đã chọn một bài kiểm tra rất khó, nhưng nếu như có thể hoàn thành được thì chắc chắn điểm sẽ rất cao. Blum cố lên. Con bé đó đã làm rất tốt. Đã nắm được manh mối gì chưa Stormy? Vẫn chưa chị à. Có vẻ như cô ta đã kìm nén bớt sức mạnh của mình. Như vậy cũng có nghĩa là cô ta có thể còn giỏi hơn nhiều. Chúng ta hãy khiến cho Bloom tức giận. Chắc chắn sẽ khiến cô ta bộc lộ hết sức mạnh của mình. Vậy thì hãy khiến cho cô ta thật sự nổi điên lên đi. Ôi trời ơi. Ồ không. Chuyện gì vậy? Tôi chết rồi. Người nghĩ mình đang đi đâu vậy? Tiếp tục đi Stormy, cô ta là của em đó. Phải, là của em. Nhanh lên nào Bloom, nếu không sẽ bị thiêu cháy. Các người đúng là xấu xa. Một khi đối đầu với bọn ta, ngươi nên để con thỏ kia tránh xa ra. Kiko, đứng yên đó. Ngươi không tập trung đó Bloom. Ngươi thua rồi. Không thích người chút nào. Ta biết. Người đang làm gì vậy? Người không muốn báo thù sao? Người mặc kệ bọn ta vậy hả? Hay lắm. Chính là cô ta. Sao lại vậy hả giáo sư? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là máy tính đang gặp sự cố thì phải. Phải đưa bạn ấy quay lại ngay. Tôi sẽ phải sử dụng phép thuật vì hệ thống đã không còn hoạt động được nữa. Hãy sửa lại lỗi.
sao lại như vậy được? Lâm, Lâm, bạn không sao chứ? À, máy tính bị lỗi mà bạn không biết sao vậy hả? Giỏi lắm, hệ thống mô phỏng đã hoàn toàn biến mất. Em có sao không vậy? Cái gì? Dạ em không sao, nhưng hệ thống bị hư rồi, làm sao đây? Kỳ thi sẽ được hoãn lại. Trước tiên phải sửa lại hệ thống, sau đó sẽ tổ chức lại kỳ thi. Mọi người, mình nghĩ chúng ta cần phải hoan nghênh Bloom. Công nhận bạn hay ghê đó Bloom. Kỳ thi sau bạn cố gắng hay y vậy có được không? Được. Trong tập phim tiếp theo, người bạn cây của Clara không thể nào chấp nhận được. Nhóm Wings giúp cô ấy tạo ra một cái cây tại đầm lầy đen, nhưng một sinh vật bí ẩn đang đe dọa đầm lầy, một bí ẩn khác cần phải tìm hiểu. Wings với những nàng tiên xinh đẹp, trái tim đập chung niềm tin về nơi vẫn còn bao phép màu. Từng ngày dài mình mãi bên nhau chẳng xa rời. Một nơi về đây cùng chung mái trường dạy bao phép màu, sẽ mãi bên nhau là Wings.